tôi có một lời yêu cầu quay cận cảnh hoa tím. Thì bây giờ VK Travel có cơ hội được đứng ở dưới cái cây hoa tím rất là to trên đường West One. Bây giờ mình quay cận cảnh đây. À, hoa tím trên tay mình nha. Nó to bằng cái ngón tay trỏ của mình. Đây là cái hoa tím nha mọi người. Cái mùi nó nồng lắm ha. Beautiful eye. Cây này cao dễ sợ chứ. Một trong những cây hoa tím đẹp nhất mà mình từng thấy. Trên cái con đường Strickland ở South Perth. Đó, các bạn thấy có gì đặc biệt không? Hoa tím ở hai bên đường.